anh chị cô bác, bây giờ em đã biến hình làm chàng tiên cá rồi. Em sẽ bơi vào trong cái khu rừng trước mặt qua cây cầu này khoảng một cây số. Em sẽ đi sâu vào trong khu rừng đó, tìm bạn bè, anh chị em, ba má của Titi luôn ha. Để coi có gặp họ không ha. Giờ em sẽ đi xuống sông, đeo ba lô vào. Ba lô này là nhà em thiết kế dùng để đựng đuôi tiên cá và cái hộp thải nhựa. Đây. Đeo lên lưng như vậy. Rồi. Phóng ra khỏi thuyền. Ui. Việc tốt quý vị làm hết, việc không tốt cũng có người làm hết. Chỉ có việc không ai muốn làm em mới làm. Châu Bảo khen hôm nay em là động lực của Tuyun. Ý dạ, rồi Tuyun xuống sông đây. Titi, come. Titi, come with me. Âu trời ơi, nó đâu mất tiêu rồi. Ôi trời ơi, em có thể đánh hơi được mùi kích nền cách xa đây cả cây số ấy. Sao cái lỗ mũi em lại thính như vậy ấy chứ? Ai giờ này người ta thả kích nền ra rồi con. Thôi thế. Thần thú rái cá xuất hiện, thần thú honey chó đâu mất tiêu rồi, thần khuyển. Honey đâu rồi? Titi, come. Honey, come. Honey, let's swimming with me. Thần khuyển và thần rái phải đi theo Tuyun chứ. Chó cá và rái cá và tiên cá chúng ta là bộ ba mà. Không đi cùng nhau thì không thể nào đủ sức để giải cứu thiên nhiên động vật trong khu rừng này đâu. Tương lai chúng ta không làm được. Người ta sẽ đô thị hóa, chặt phá hết cây cối nơi đây. Tí tí à, swim. Honey, swim. Anh đi, đi thôi anh em. Xin quý vị khán giả coi video này, có người nhà đang thải cứt nện ra sông ấy, thì hãy khuyên đừng làm như vậy. Đừng làm ô nhiễm môi trường nước. Đừng thải chất độc kim loại nặng ra sông. Bởi vì nơi đây có chàng tiên cá đang sinh sống cùng với rất nhiều loài vật. Quý vị đừng làm như vậy. Đừng làm như vậy với em mất phước dữ lắm. Đừng làm như vậy nha. Hôm nay tụi em sẽ đi lượm những chai lọ nhựa ở dưới sông, ở trong khu rừng phía trước mặt, bơi qua cây cầu này. Honey đâu rồi? Honey khôn quá. Đúng là thần chó ở trên bờ quan sát, còn thần cá ở dưới nước quan sát. Còn tiên cá có tai có chân, có thể nói chuyện được với con người thì phải làm việc, làm những cái việc để bảo vệ thiên nhiên động vật nơi đây. Bởi vì những con vật nó không có tiếng nói, nó phải cần đến tiên cá.
Honey, Titi, come. Coi coi có gì bán không nè. Titi. Đi bắt con gì vậy anh? Có con gì bán không? Bắt con gì ạ? Có con gì bán không? Titi. Titi. Ok. Thưa anh chị cô bác, Tiun không hề muốn biến rái cá làm thú cưng nha. Anh chị ơi, cũng đừng bắt chước em biến rái cá làm thú cưng. Bé rái cá này ở trong thiên nhiên, khi nó trưởng thành nó sẽ đi tìm gia đình của nó. Dạ, bây giờ gia đình nó gặp nạn, nó bơ vơ, nó cần đến Tiun giúp đỡ. Thì Tiun sống trong thiên nhiên Tiun nuôi nó được. Chứ Tiun không phải sống ở thành phố nha quý vị. Đó. Titi mà muốn đi là con cứ đi. Còn ở bên Tiun thì cứ ở. Tiun lo lắng cho con giống như gia đình. Tiun không có gò bó ép buộc con bất cứ điều gì. Bởi vì rừng là nhà của con, nhưng con người phá nhà của con, nên Tiun giúp con và quay clip lại cho con người thức tỉnh. Ai ủng hộ Tiun bằng cái like, cái share hay cái đăng ký là những người chân thật yêu thương, là những người có đủ phước báo nhân duyên thù thắng để có thể trở thành Phật tương lai. Chàng tiên cá Tiun bơi trong biển khổ. Chàng tiên cá bơi trong biển khổ. Yết đế, yết đế. Bà là yết đế. Bà là tăng yết đế. Bồ đề tát bà hà. Ây da, có cục rác nào cho em lượm chưa?